Những năm gần đây, đào đá, đào mốc hay còn gọi là đào mông được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Các thương lái đã vào tận các bản vùng sâu, vùng xa, trên lưng chừng núi để thu mua. Một hình ảnh dễ bắt gặp vào các dịp gần Tết, từ xã Tri Lễ xuống đến trung tâm chợ huyện Quế Phong, là những xe tải chất đầy những cây đào rừng rầm rập về xuôi. Những cây đào cổ thụ hàng chục năm tuổi đã bị đào cả gốc. Cũng chính vì thế mà cây đào mông ngày càng cạn dần. Những cành đào càng sần sùi, meo mốc thì bán càng có giá. Và cây đào càng ở vùng cao thì đặc điểm này càng vượt trội. Nắm được ưu thế của vùng đất mình, người Mông thay đổi từ việc chặt hái tự nhiên chuyển sang trồng đào. Ban đầu bà con chỉ trồng trên dãy, sau đó họ chuyển về trồng trong vườn nhà. Ban đầu chỉ trồng 1-2 gốc, dần dần mỗi nhà có hàng trăm cây. Mấy năm là ở tuyến đường thì nhiều, nhưng mà một năm chỉ có bán được là 5 triệu đến 10 triệu. Nhưng mà năm nay thì tuyến đường thì hết rồi. Là đưa về trong nhà là đào này là rất là nhím, rất là nhím, phát triển nhím, rễ bán cực kỳ, cả cái cả quả bán có giá trị hết. Cái thứ hai là thay đổi cả trồng cây thuốc phiện, xóa cây thuốc phiện xong là chuẩn bị là trồng đào. Nhờ thời tiết đặc thù của vùng dẻo cao biên giới nên những cây đào trồng của người Mông không khác cây đào tự nhiên là mấy, vẫn cành sần sùi, cứng cáp. Những thân cây lâu năm được phủ một lớp rêu, nụ thường nhiều hoa có màu hồng rất đẹp. Đây cũng chính là lý do để các tay săn đào chuyên đi săn về xuôi bán với giá nhiều triệu đồng. Từ kỳ năm 2010 về đến giờ là cũng thấy người miền xuôi cứ đi tiền lấy kinh đào, người Mông ta mình biết là họ mua kinh đào rất là có tiền, người Mông ta mới trồng đào bán kênh bán quả để thay đổi cái hàng hóa, nên bán quả bán kênh là ta trồng là một cái như thế này là chỉ có 3 năm thôi. Nhằm góp phần phát triển cây đào Mông, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, tiến tới xóa đói giảm nghèo, nâng mức sống cho bà con dân tộc vùng biên giới. Năm 2013, Ban Phát triển miền núi huyện Quế Phong cùng chính quyền địa phương xây dựng mô hình trồng mới được 6.000 gốc đào tại hai bản Pà Khốm và Huê Mới 2. Năm 2013 thì xã Tri Lễ đã tổ chức làm cái mô hình trồng lúa hai vụ cho 8 bản Mông. Nhưng mà do khí hậu thời tiết là quá khắc nghiệt nên là không thể làm được hai vụ. Do vậy chúng tôi đã họp bàn thường vụ và phân công ban chấp hành chỉ đạo đi khảo sát và sau đó là làm cái mô hình trồng đào tại bản Pà Khốm, và ban nhân dân phát triển của huyện cũng làm cái mô hình trồng đào tại bản Huê Mới 2. Qua là 2 năm thực hiện thì phải nói rằng là cây đào là rất có hiệu quả. Đây là một cái mô hình chắc chắn rằng là sẽ là giải quyết là xóa đói giảm nghèo cho các bản Mông. Cho đến nay, cây đào được xã Tri Lễ xác định là cây chủ lực để 8 bản Mông phát triển. Theo đó, xã tham mưu cho huyện Quế Phong lồng ghép chính sách hỗ trợ người dân trồng đào theo hướng hàng hóa. Với mong muốn một ngày không xa, những cành đào Tết Quế Phong sẽ đem sắc xuân đến với nhiều gia đình ở khắp các vùng miền trong và ngoài tỉnh. Và xa hơn, khi mỗi độ xuân về, du khách có thể lên với Quế Phong để hòa mình vào sắc đào Mông rực rỡ trên bản làng vùng cao biên giới.